Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ máy dầu Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2011 màu trắng. Xe số tự động một cầu máy dầu. Về phần thân vỏ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị 100% là nguyên zin, không có đâm va biến dạng ô tô và kính vừa đèn. Bốn cánh cửa cốp trước cốp sau đều chỉ nguyên zin. Đèn pha bi xi lông và nguyên xi từ đầu, cả hai bên đều là xịn sò. Vâng, đèn pha và đèn gầm là khá là đẹp. Cabo sơn zin cực kỳ bóng. Lốp của chiếc xe thì còn khá là dày. Đây là toàn bộ lốp của chiếc xe. Lốp phía trước của chiếc xe đây, toàn bộ khá là dày, la răng, lốp, cu lốp khá là đều và đẹp. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và em xin giới thiệu địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Anh chị em nào mà có nhu cầu trao đổi liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Đây là toàn bộ đèn hậu của chiếc xe. Và xe được trang bị thêm camera lùi. Em tại cửa hàng bên em và em quay luôn trực tiếp cho quý anh chị xem. Xe cam kết 100% là nguyên bản, không đâm sổ, máy số là nguyên zin. Với chiếc xe Mitsubishi Pajero sản xuất 2011 này, sử dụng động cơ máy dầu 2.5, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Và với phiên bản số tự động này thì rất tiện dụng cho anh chị em nào mà mua lại đi gia đình, khá là hợp lý. Toàn bộ kính đèn đều nguyên zin theo xe và đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022, nên là quý anh chị yên tâm. Và bốn má phanh lọc dầu thay, em mới thay dầu và lọc dầu, bốn má phanh bảo dưỡng lại toàn bộ cho quý anh chị hết rồi. Và lốp thì khá là dày. Đây là phần lốp của chiếc xe, lốp khá là dày. Và từ các cái viên phần cản của chiếc xe này khá là đẹp và chưa có dấu hiệu bị han gì. Phần gầm phía trước thì rất là khô ráo và sạch sẽ, không có dấu hiệu bị chảy dầu. Và phần gầm thì không bị mọt hoặc lem gì do đi các vùng biển. Toàn bộ khung gầm khá là đẹp. Mặt bơ đờ sốc, toàn bộ là mặt ca lăng bơ đờ sốc là nguyên bản. Đây là toàn bộ cái lốp phía sau của chiếc xe. Một dàn lốp bác chủ đi thay một dàn khá là đẹp. Và toàn bộ sassi không có dấu hiệu bị hoen gì, không cắt nối. Toàn bộ sassi khá là đẹp. Vâng, đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Toàn bộ nội thất được trang bị ghế da màu đen. Và xe được trang bị hai bóng khí. Toàn bộ bóng khí phía trước cho người ngồi bên phụ khá là nguyên zin. Và bác chủ trước độ thêm màn hình DVD số tự động. Vô lăng của chiếc xe đây là toàn bộ là vô lăng nguyên thủy từ đầu. Và tapi cánh cửa nguyên zin, không có dấu hiệu bị sơn lại. Vâng, từ các cái bậc lên xuống của chiếc xe toàn bộ là nguyên bản. Bậc lên xuống và cán này, bậc lên xuống không bị chảy xước. Cột, ốc cột là nguyên zin, chưa có dấu hiệu bị tháo lắp về với cả nó ốc. Đây là toàn bộ tay nắm mở cửa của chiếc xe và toàn bộ bốn
chỉ cánh cửa đinh bấm đinh dập là nguyên zin hết từ đầu. Đây là các cái thông số kính của chiếc xe, năm sản xuất 2011 và toàn bộ đều là hàng kính của Mitsu, đều đắt theo thông số năm sản xuất của chiếc xe. Hàng ghế phía sau của chiếc xe thì khá là đẹp và toàn bộ là nguyên zin. Các phần ốc khóa bản lề này chưa tháo lắp, trần thì nguyên bản từ đầu. Và với góc quay này, quý anh chị nhìn thấy cái vô lăng này nguyên bản và mới, toàn bộ củ số nguyên zin. Điều hòa auto tự động. Xe 7 chỗ ngồi máy dầu Mitsu Pajero. Phía sau của chiếc xe thì toàn bộ các phần ốp nhựa phía sau, không chở hàng nặng nên là rất gì là đẹp. Và toàn bộ đinh bấm đinh dập của các vật cột, đèn hậu chưa tháo lắp. Ốc cốp sau nguyên zin. Phần chỉ cốp sau toàn bộ là nguyên bản từ đầu. Ốc khóa bản lề chưa tháo lắp đây quý anh chị này, ốc khóa cốp này. Phần cột là nguyên zin. Xe được bác chủ trước lắp thêm trải sàn ra và bàn đạp phanh ga không có dấu hiệu bị mòn, toàn bộ là nguyên bản. Đây là toàn bộ về phần đầu của chiếc xe, toàn bộ ốc phần đầu là nguyên zin này. Đó, ốc cabo là chưa tháo lắp. Đinh bấm đinh dập cabo là nguyên bản, không có dấu hiệu bị đâm xô phần đầu. Về phần máy thì khá là khô ráo và sạch sẽ, toàn bộ máy nguyên zin. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsu Pajero Sport sản xuất năm 2011, số tự động một cầu máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến trên Nghĩa Quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.